Truyện Mary Poppins Chương 2 Ngày nghỉ. Bà Banks nói, vào tuần thứ 3 mỗi tháng, cô được nghỉ chiều ngày thứ 5, từ 2 giờ đến 5 giờ. Cô Mary bướng bỉnh nhìn bà Banks và nói, thưa bà, các nhà lịch sử khác người ta cho nghỉ vào ngày thứ 5 của tuần thứ 2 trong tháng, từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Bà cũng nên cho em nghỉ như vậy, nếu không thì... Cô Mary ngừng lời và bà Banks hiểu ngay ý cô. Cô muốn nói là nếu cô không được như ý, cô sẽ thôi việc. Bà Banks vội đáp lời, được rồi mà. Tuy bà mong rằng cô Mary cũng không biết gì hơn bà về những nhà lịch sử. Thế là cô Mary đeo đôi găng tay trắng, cắp cái dù vào nách. Không phải vì trời mưa mà vì dù của cô có cái cán rất đẹp nên cô không thể không mang theo. Khi mà cán dù có hình đầu con vẹt thì làm sao có thể để lại ở nhà. Hơn nữa, cô Mary rất thích làm dáng và hay khoe nữa. Thực thế, chắc chắn đó là điều mà cô quan tâm hơn hết. Bé Jane đang đứng ở cửa sổ phòng trẻ nhỏ vẫy tay gọi cô. Cô ơi, cô đi đâu thế? Cô Mary đáp, cháu làm ơn đóng cửa sổ lại. Và thế là bé Jane vội thụt ngay đầu vào. Cô Mary đi qua vườn và mở cổng. Khi đã ra tới ngoài ngõ, cô rảo bước như sợ rằng nếu không đi nhanh thì sẽ hết mất cả buổi chiều. Đến góc đường, cô rẽ về phía bên phải rồi đi tiếp về bên trái, gật đầu chào anh cảnh sát. Anh ta nói hôm nay thật đẹp trời và Mary cảm thấy ngày nghỉ của cô bắt đầu từ lúc đó. Cô dừng bước bên cạnh một cái xe ô tô, nhìn ngắm, vuốt ve váy áo và cắp chặt cái dù để cho mọi người ai cũng có thể nhìn thấy cái cán, hay nói đúng hơn là con vẹt. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cô đi thẳng tới chỗ anh chàng bán diêm. Anh chàng bán diêm kiêm những hai nghề. Anh ta không chỉ bán diêm như một người bán diêm bình thường nào đó, mà lại còn vẽ tranh trên bờ hè nữa. Tùy theo thời tiết mỗi ngày, anh làm việc này, việc nọ. Nếu trời mưa thì anh bán diêm, vì nếu vẽ tranh trên bờ hè thì nước mưa sẽ xóa sạch mất. Nếu trời nắng, anh ta suốt ngày bò xoài ra vẽ tranh bằng phấn màu và anh ta vẽ rất nhanh. Nếu anh ta đã vẽ hết hè phố bên này thì khi mà bạn chưa đi tới góc phố, anh ta đã vẽ hết nốt bờ hè bên kia. Ngày hôm đó trời tạnh ráo nhưng khá lạnh. Anh đang vẽ thêm hai quả chuối, một quả táo và một cái đầu của nữ hoàng Elizabeth tiếp nối với một loạt hình vẽ khác thì cô Mary rón rén đi tới. Mary khẽ gọi, này anh bán diêm đang vẽ thêm mấy vạch phấn màu nâu lên quả chuối và tôi nâu búp tóc trên đầu nữ hoàng Elizabeth. Cô Mary đặng hắn như kiểu một bà quý phái. Anh kêu lên, Mary! Và nghe giọng nói của anh, bạn có thể thấy cô Mary là một nhân vật cực quan trọng trong cuộc đời anh. Mary nhìn xuống dưới chân và di di mũi giày trên vỉa hè. Sau đó cô lại còn mỉm cười với cái mũi giày, nhưng chắc mũi giày cũng hiểu là nụ cười của cô không phải là để tặng cho nó. Cô nói, hôm nay tôi được nghỉ, anh Bert ạ. Anh không nhớ ư? Bert là tên của anh bán diêm. Anh trả lời, tất nhiên là nhớ chứ, Mary. Nhưng... Anh ngừng lời và buồn bã nhìn vào trong cái mũ của anh. Cái mũ nằm ngửa bên cạnh bức tranh anh vừa vẽ và trong mũ có 2 đồng xu. Anh nhặt 2 đồng tiền lên và xóc xóc chúng trong lòng bàn tay. Cô Mary hỏi, anh Bert ơi, mới được có ngần ấy thôi à? Nhưng giọng nói vui vẻ của cô lại cho thấy cô chẳng hề thất vọng về chuyện đó. Anh Bert đáp, có vậy thôi, hôm nay chẳng kiếm được mấy. Cô cho rằng ai cũng sẵn lòng trả tiền để xem tranh tôi vẽ phải không? Anh vừa nói vừa hất đầu về phía bức vẽ nữ hoàng. Anh thở dài, Mary à, công việc như vậy đấy, hôm nay anh sợ sẽ không thể đưa em đi uống trà được. Mary nhớ tới những cái bánh ngọt nhân mứt dâu mà hai người vẫn cùng đi ăn những hôm cô được nghỉ. Và khi cô sắp thở dài thì cô bỗng nhìn thấy vẻ mặt của anh Bert. Thế là cô liền biến tiếng thở dài thành nụ cười thật tươi trên hai khóe môi. Cô nói, được thôi, anh Bert ạ, chẳng có vấn đề gì, em chẳng muốn đi uống trà đâu. Uống trà, ăn bánh ngọt mãi cũng chán rồi, thật đấy. Và khi ta biết cô Mary thích món bánh ngọt nhưng mất dâu đến thế nào thì ta đã thấy cô thật tế nhị. Anh bán diêm hình như cũng tin như vậy. Anh đưa tay nắm chặt bàn tay đeo găng trắng của cô Mary. Sau đó, đôi bạn đi dọc theo các bức tranh đã vẽ trên hè. Anh bán diêm chỉ vào bức tranh vẽ một quả núi phủ tuyết trắng.
Trên sườn núi là những con châu chấu đậu trên những đóa hoa hồng to tướng. Anh hỏi, này, em chưa được xem một bức vẽ nào như thế này đâu nhỉ? Lần này, Mary có thể buông tiếng thở dài mà không sợ làm anh bạn e ngại. Cô nói, ồ, anh Brick, trông thật thích mắt. Và liền đó, cô cũng nói là đáng lẽ bức tranh này phải được treo trong phòng triển lãm của Viện Hàn Lâm Hoàng gia, nơi các họa sĩ thường mang trưng bày tranh của họ. Công chúng tới xem, và sau khi ngắm nhìn thật lâu, người nọ sẽ nói với người kia rằng, bạn thấy không, thật là độc đáo. Tiếp sau đó, đôi bạn đi tới trước một bức tranh đẹp hơn nữa. Đây là cảnh đồng quê có cỏ và cây, phía xa là một mảng nhỏ biển xanh, và phía sau có vẻ như là thị trấn Market thì phải. Mary kêu lên, đẹp thật, và cô cúi xuống để xem cho rõ hơn. À, anh Bert, cái gì vậy? Lúc này, anh bán diêm đã nắm lấy bàn tay kia của cô và có vẻ đang xúc động. Anh nói, em Mary, anh có một ý kiến mới lạ. Ta sẽ đi dạo chơi trong cảnh đồng quê này, đi ngay bây giờ nhé. Cả hai chúng ta sẽ cùng đi vào bức tranh nào, em Mary. Và anh vẫn cầm cả hai tay cô, kéo cô đi ra khỏi đường phố, bỏ lại sau lưng các hàng rào sắt và các cột đèn, đi vào chính giữa bức tranh. Vụt một cái, cả hai đã ở trong bức họa. Cảnh vật tươi xanh và yên tĩnh quá, cỏ khe khẽ loạt xoạt dưới chân. Họ tưởng như không phải là thật, nhưng có cả những cành cây xanh rủ xuống vướng vào mũ, và họ đã phải cúi đầu xuống để tránh. Trước mũi giày họ là những nhánh hoa nhỏ bé đủ các màu. Hai người nhìn nhau, và người này thấy người kia đã khác hẳn. Cô Mary thấy như anh Bert đang mặc một bộ quần áo mới, áo khoác ngoài màu xanh lá cây, có sọc đỏ, quần len trắng, và đẹp nhất là cái mũ rơm mới tinh. Trông anh mảnh bao khác thường như mới đánh bóng vậy. Cô cất tiếng khen, chà anh Bert, trông anh diện quá. Bert đứng yên, không nói được câu gì vì miệng anh há hốc và mắt anh trợn tròn nhìn Mary. Sau đó anh hít một hơi dài và kêu, trời. Anh chỉ nói một tiếng đó thôi, nhưng giọng anh có vẻ đầy thích thú và cứ nhìn cô chăm chú đến nỗi cô phải lấy cái gương nhỏ trong túi xách ra để soi xem mình như thế nào. Cô phát hiện thấy mình cũng đã khác hẳn. Vai cô khoác một cái khăn quàng bằng tơ nhân tạo, vân hoa lóng lánh. Cô cảm thấy buồn buồn phía sau cổ và nhìn trong gương cô thấy một cái lông chim dài cài trên vành mũ. Đôi giày đẹp lúc trước của cô cũng không còn nữa. Hiện cô đang đi một đôi giày đẹp hơn, có những khuy cài bằng kim cương lấp lánh. Cô vẫn đi đôi găng tay trắng và vẫn mang dù. Cô kêu lên, trời ơi, thật là ngày mình được nghỉ. Thế là họ vừa ngắm nhìn nhau, vừa đi vào trong khu rừng nhỏ, tới một bãi cỏ tràn đầy ánh nắng. Và kìa, có cả một cái bàn màu xanh, trên bày các món trà bánh. Giữa bàn, một chồng bánh ngọt như mứt dâu cao đến ngực cô Mary, và cạnh đó ấm nước trà đang sôi. Hay nhất là còn có hai đĩa ốc luộc và hai cái trầm nhỏ để khêu ốc. Mary kêu lên, ôi, thật thích mê người. Khi nào thích thú điều gì, cô thường nói câu đó. Anh bán diêm cũng kêu lên, trời, đó cũng là câu anh hay nói nhất. Bỗng có tiếng ai đó, xin mời quý bà ngồi vào bàn. Anh và cô quay lại, nhìn thấy một người cao lớn mặc áo khoác màu đen từ trong rừng đi ra, trên cánh tay vắt cái khăn. Cô Mary rất ngạc nhiên, cô ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế nhỏ màu xanh đặt xung quanh bàn. Anh bán diêm cũng vừa lạ lùng nhìn, vừa ngồi xuống ghế. Người áo đen giải thích, thưa ông bà, tôi là người phục vụ ở đây. Mary nói, ơ, sao trong tranh vẽ tôi không trông thấy bác? À, tôi đứng sau cái cây đấy ạ. À. Mary lễ phép mời bác ngồi, bác đáp, thưa bà, người phục vụ không bao giờ ngồi ạ. À. Bác đưa một đĩa ốc về phía anh bán diêm. Xin mời ông, kim khêu đây ạ. À. Bác lau kim và đưa cho anh bán diêm. Hai người bắt đầu thưởng thức trà, bánh và người phục vụ đứng bên cạnh xem họ có cần gì nữa không. Mary cầm lấy cái bánh trên cùng và thì thầm. Thế là chúng ta lại ăn bánh này. Anh bán diêm nói. Trời! Và cầm lấy hai cái bánh lớn nhất. Người phục vụ mời. Xin mời dùng trà. Và cầm bình trà rót cho mỗi người một chén đầy. Đôi bạn uống xong và còn uống thêm hai chén nữa. Và để lấy may, họ ăn hết cả đĩa bánh ngọt. Họ đứng lên, phủi sạch những vụn bánh. Trước khi họ gọi tính tiền, bác phục vụ đã nói. Thưa, không phải trả tiền đâu ạ.
Đây là món quà chiêu đãi, xin mời ông bà tới giải trí ở vòng đua ngựa ở phía đằng kia. Bác chỉ tay vào một khe nhỏ giữa hai gốc cây. Cô Mary và anh Bert nhìn thấy một vòng ngựa gỗ đang quay. Cô Mary nói, hay nhỉ, trên tranh có vẻ vòng ngựa này đâu. Anh bán diêm cũng không còn nhớ nữa. Anh bảo, à có, ở phía sau đấy mà. Khi đôi bạn đi tới thì vòng ngựa gỗ vừa vặn từ từ dừng lại. Hai người trèo lên lưng ngựa. Cô Mary cưỡi một con ngựa trắng và anh Bert cưỡi một con ngựa xám. Nhạc lại nổi lên, vòng ngựa gỗ bắt đầu quay và đôi bạn lên đường đi tới thành phố Yarmouth rồi lại quay trở về vì nơi này là nơi họ muốn xem kỹ. Khi đôi bạn về tới nơi thì trời đã gần tối và bác phục vụ đang chờ họ về. Bác lễ phép nói, thưa ông bà, xin thứ lỗi nhưng đã gần 7 giờ rồi, ông bà thông cảm cho, đó là nội quy phải thực hiện. Tôi xin phép đưa ông bà tới cổng ra. Đôi bạn gật đầu, bác ta phất tấm khăn trải bàn và đi trước dẫn đường xuyên qua khu rừng. Cô Mary vịn vào cánh tay anh Bert, kéo sát cái áo choàng lên mình và nói, anh Bert, bức tranh này thật tuyệt diệu. Anh Bert khiêm tốn đáp, à Mary à, anh cũng đã cố gắng nhiều đó. Nhưng bạn có thể thấy được thực sự anh rất phấn khởi về lời khen của cô Mary. Đúng lúc đó, bác phục vụ dừng bước bên cạnh một cái cổng lớn màu trắng, trông như được vẽ bằng những nét phấn trắng xóa. Bác bảo, thưa ông bà, đây là cổng ra. Mary đáp, xin cảm ơn và xin chào bác. Cô bắt tay từ biệt bác phục vụ. Bác đáp lễ, cúi chào đến mức đầu bác chạm vào đầu gối và nói, xin kính chào bà. Bác gật đầu cho anh Bert, còn anh thì ngoẹo đầu về một bên và nhắm một mắt lại. Đó là kiểu chào tạm biệt của anh. Sau đó, cô Mary bước qua cái cổng màu trắng và anh Bert bước theo cô. Đôi bạn vừa đi qua cổng thì cái lông chim trên mũ của Mary rơi xuống, cái áo khoác bằng lụa tuột khỏi vai cô và các hạt kim cương cũng rơi ra khỏi đôi giày của cô. Bộ trang phục đẹp đẽ của anh Bert bỗng nhạt hết màu và cái mũ rơm lại trở thành cái mũ cũ nát. Cô Mary quay lại nhìn anh và cô hiểu ngay điều gì đã xảy ra. Cô đứng trên lề đường đăm đăm nhìn anh hồi lâu rồi đưa mắt nhìn vào khu rừng cây phía sau anh để tìm bác phục vụ. Nhưng giờ đây, họ không thấy bác đâu nữa. Trong bức tranh không còn ai cả, cũng chẳng có vật gì lay động. Cả vòng ngựa gỗ cũng đã biến mất. Chỉ còn lại đám cây, bãi cỏ đứng lặng yên và mảng biển nhỏ phẳng lặng. Nhưng cô Mary và anh Bert nhìn nhau mỉm cười. Chắc bạn cũng hiểu là cô và anh đều biết sau đám cây này có gì. Khi cô Mary đi chơi hết ngày nghỉ về nhà, Jane và Michael chạy ra đón cô. Hai đứa bé hỏi cô, cô đi chơi đâu thế? Cô Mary đáp, cô tới xứ thần tiên. Jane hỏi, thế cô có gặp cô bé lò lem không? Cô Mary khinh khỉnh đáp, lò lem ấy à? Không đâu. Michael lại hỏi, hay cô có gặp anh Robinson Crusoe không? Cô Mary gắt lên, Robinson ấy à? Chẳng để ý. Vậy sao cô tới đó mà không gặp họ? Nơi cô tới không phải là xứ thần tiên của chúng cháu đâu. Cô Mary khịt mũi một cái rất oai vệ và nói, các cháu có biết không, mỗi người đều có một sứ thần tiên của riêng mình. Cô lại khịt mũi một cái nữa rồi đi lên gác để tháo đôi găng tay trắng ra và cất cái dù đi. Hết chương 2.